tấm màn che đã được dỡ bỏ trên chiếc Mazda BT50 2021 khoảng một tuần sau khi hình ảnh hé lộ đầu tiên của chiếc xe được nhá hàng thời gian qua. Nếu video thú vị với bạn thì hãy like, đăng ký kênh để giúp kênh tiếp tục duy trì, và cũng đừng quên bình luận ý kiến của bạn để mọi người cùng thảo luận nhé. Không thể phủ nhận rằng mẫu BT50 hiện tại có vẻ mâu thuẫn với phần còn lại của gia đình Mazda với thiết kế Kodo, do đó mẫu BT50 mới vừa trình làng đã tận dụng tối đa ngôn ngữ thiết kế bắt mắt của Mazda để không còn lạc lõng nữa. Ở phía trước, chiếc xe bán tải mới có một bộ đèn pha quen thuộc của Mazda, rất giống với những chiếc như Mazda CX-5 và khá nhiều mẫu xe Mazda khác. Cũng được tìm thấy ở phía trước là lưới tản nhiệt mà rông nổi bật, trong khi thiết kế của hình thái phía trước chắc chắn độc đáo giữa các đối thủ trong cùng phân khúc. Phần còn lại của thân xe khá quen thuộc với các mẫu bán tải khác hiện đang được bán, điều này thể hiện rõ nhất ở phía sau nơi đèn hậu có hình dáng kỳ lạ của BT50 cũ đã được thay thế bằng cụm đèn đuôi thẳng đứng và đơn giản hơn. Các sửa đổi toàn diện mở rộng ra bên ngoài ngoại thất và đi vào cabin. Trong thực tế, các nâng cấp được thực hiện cho cabin được cho là đáng kể hơn so với những thay đổi bên ngoài. Giống như các mẫu xe khác của Mazda, nội thất của BT50 trông giống như một nơi khá xa xỉ, vô lăng và chấu thể thao và màn hình thông tin giải trí lớn bao gồm Apple CarPlay và Android Auto. Chất liệu nội thất da mềm mại, các bếp ghế may viền tỉ mỉ. Sức mạnh đến từ một động cơ diesel 3.0 lít sản sinh công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn kín tiếng về một số thông số kỹ thuật quan trọng của xe như khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trọng lượng xe, vì kế hoạch công bố thêm chi tiết sẽ có vào cuối năm nay. Những gì chúng ta biết trong giai đoạn này là 2021 BT50 có khả năng kéo là 3.500 kg và khả năng tải trọng hơn 1.000 kg. Một loạt các hệ thống an toàn có mặt trên chiếc BT50 mới, chúng bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ điểm mù và cảnh báo giao thông phía sau.